Các bạn đang nghe truyện dị giới dược tề sư trên kênh TV Audio CV. Chương 203, bác gái, thuốc có thể uống bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Vu thần bực bội rồi từng bước từng bước, không ngừng thu hẹp lại khoảng cách với hắn, nghiến răng hung hăng nói, theo ta, đây là ngươi cố ý làm như vậy. Ngươi, tên khốn nạn này. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải một nhân loại bình thường rồi, chẳng trách ngươi lại tiếp cận khuê nữ của ta. Ngươi chính là một tên lô côn đê tiện vô sĩ hạ lưu. Hóa ra ngươi lại có khẩu vị như thế này. Ta trân trọng thông báo cho ngươi biết, lần này ngươi xong đời rồi. Lâm ân lập tức chấn động, hắn có cảm giác mình vừa bị người ta sỉ nhục vô cùng nặng nề. Rõ ràng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn rất nhỏ, nhưng ai ngờ, chỉ một sự cố nho nhỏ lại đẩy vấn đề đi quá xa, tới loại tình trạng này rồi, thử hỏi, hắn còn có thể nhẫn nhịn được nữa không? lâm ân lập tức dựng một ngón tay lên nói bác gái thuốc có thể uống bậy nhưng nói không thể nói lung tung con người của cháu từ trước đến nay vẫn vô cùng đứng đắn nếu cháu thực sự là một tên lô ly côn hạ lưu thì vì sao cháu không trực tiếp lựa chọn tái hiện lại thời điểm bác đang tắm rửa chứ chẳng phải làm như vậy càng khiến người ta thêm hưng phấn hơn hiện tại ư nhưng vừa nói xong lâm ân lại lập tức ý thức được rằng mình lỡ lời rồi Tuy tồn tại ở trước mặt hắn chỉ là một tiểu lôn cỡ lớn thoạt nhìn đáng yêu, vô hại, nhưng về bản chất, bà ấy vẫn là mẹ của tiểu tiểu, là cái đầu vu thần đáng sợ kia nha, Lâm Ân càng nghĩ càng run rẩy. Và đúng như những gì vừa nghĩ tới, hắn lập tức nhìn thấy vẻ mặt của tiểu lô đi tất đen kia, đã chuyển thành đỏ ửng, đầy phẫn nộ rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng kêu to vang lên. Má nó, Lâm Ân đang nằm trong tay bà ấy lập tức, ba, một tiếng bay thẳng ra bên ngoài. Có giỏi ngươi thử một lần đi. Tiểu tiểu quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, dùng sức bổ nhào về phía trước, vương hai tay tóm lấy lâm ân vừa bị ném bay ra xa. Mà mắt thấy vô thần đang nghiến răng nghiến lợi, hung hăng sắn tay áo, mang theo khí thế hung hăng, lập tức muốn lao về phía lâm ân, tiếp tục tính sổ, thì đột nhiên từ phía xa xa, có một tiếng cười nhạo vô cùng chói tai truyền đến. Vô thần lập tức chấn động toàn thân rất nhanh sau đó bà ấy đã nghe được tiếng nhảy rầm rầm truyền đến cha người tỉnh rồi tiểu tiểu vừa mừng rỡ ôm lấy lâm ân chạy qua bên đó cái đầu thái thản đầy vẻ dữ tợn lập tức cười lạnh nhìn về phía vu thần nói đúng rồi sau khi nghe được động tỉnh bên này ta đã nhanh chóng tỉnh lại để chuẩn bị cười nhạo bà ta sau đó ngay dưới cái nhìn chăm chú xen lẫn một chút ngây dại của lâm ân và tiểu tiểu cái đầu thái thản vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh trên môi lập tức đi tới quay chung quanh cái đầu vu thần đã biến thành tiểu lô ly ánh mắt rà soát từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá sau đó cái đầu thái thản lập tức cười lạnh nói phì phì thứ này có phải là vị vu nữ đại danh đỉnh đỉnh kia không chỉ vài phút không nhìn thấy bà ta lại trở thành xấu xí thế này rồi sắc mặt của vu thần thời kỳ tuổi trẻ lập tức đỏ lên hiển nhiên đã thẹn quá hóa giận rồi đây là ngươi ở thời kỳ chưa đủ lông đủ cánh sao lùn quá à nha rõ ràng là một thành viên của thái thản tộc chúng ta lại có thể lùn thành cái dạng này xem ra là mãi về sau này ngươi mới trải qua lần phát dục thứ hai rồi y lúc còn đi học ngươi đã bắt chước người ta tô son môi rồi chơi bời ghê đấy còn bắt chước người ta đi tất đen nữa khá cấp tiến à nha ta cứ cho rằng từ nhỏ đến lớn ngươi đều là thứ ma nữ ác liệt kia hóa ra, ngươi cũng có thời điểm ngốc ngốc đáng yêu thế này. Cái đầu thái thản lập tức vương xúc tu tới, đồ nghịch món đồ trang sức hình thỏ tai cục trên đầu vu thần, rồi tiếp tục mở miệng treo chọc, một phụ nữ đại danh đỉnh đỉnh, cũng đeo loại đồ trang sức này sao? Ha 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 các! Cái đầu thái thản không chút kiên nể bắt đầu há họng cười ha hả, giọng cười cực kỳ khoa trương, cực kỳ càng rỡ, hiển nhiên tâm trạng hiện tại của ông ta rất vui, vô cùng tỉnh táo ngươi làm, ngươi làm, nàng thỏ, một, sao? Cái đầu thái thản vừa cười vừa nhả ra một câu, tâm trạng càng thêm khoái chí. Vu thần nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt, vang lên âm thanh, ca ca ca, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Từ, bà ấy vừa bị tên trượng phu khốn kiếp của mình nhìn thấy dáng vẻ bản thân lúc nhỏ, cũng không có gì to tác đúng không? Nhưng vấn đề là sau khi nhìn thấy, tên khốn kiếp kia lại không chút kiên nể mà há họng cười hà hà, còn luôn mồm châm chọc nữa chứ, đấy thử hỏi, ai rơi vào tình huống này mà không tức giận, lại nói, khi còn sống trước kia, cả lúc đứng trước mặt nữ nhi lẫn lúc đứng trước mặt hắn, bà ấy vẫn một mực duy trì hình tượng quý phu nhân vô cùng cao sang, nào có giống hiện tại, ngay trong nháy mắt ấy, Vu thần lập tức thẹn quá hóa giận mà ngẩng đầu, ly ánh mắt sắc nhọn hơn dao, nhìn về phía Lâm Ân, chỉ một. Ánh mắt lại gần như có thể xé toạc cả người hắn ra. Tới cuối cùng, vẫn là hình tượng tiểu lô ly này hại, bởi vì quá mức non nớt khiến cho ánh mắt của bà, dù đã rất cố gắng trợn trừng lên, tỏ vẻ đáng sợ, nhưng nói cho cùng, vẫn rất khó mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp. Đương nhiên, nhận xét này đã loại trừ yếu tố hình thể ra ngoài rồi. Vu thần nhắm mắt lại, tiếp tục, ca ca, nghiến răng, nắm chặt hai tay nói, cười đủ chưa? Đồ ngu ngốc kia, đây chỉ là một sai lầm nho nhỏ thôi. Theo ta nghĩ, hẳn là tên phế vật như ngươi cũng rất muốn được thử nghiệm một lần biến trở về dáng vẻ trước kia nhưng thật có lỗi nữ tế hiền lành của ta không giúp được những tên phế vật có ác ý với hắn cho nên dù ngươi muốn biến trở về cũng không có cơ hội đâu cái đầu thái thản cũng ca ca cười lạnh một tiếng thản nhiên nói a ngươi có thể thôi miên chính mình thì cho rằng ta không thể sao một nàng thỏ là một thuật ngữ đôi khi cũng được dùng như một loại từ lóng ở xã hội phương tây nó chỉ những cô gái ăn mặc phục trang với tạo hình con thỏ một cách gợi cảm hấp dẫn có tính gợi dục hư hỏng lệch lạc nổi tiếng là loài vật mắng đẻ ở phương tây loài thỏ thường được gắn với yếu tố tình dục với sự ngây thơ vu thần lạnh lùng đưa ánh mắt đầy dẻo cật liếc nhìn ông ta trào phúng nói dựa vào ngươi một tên mãn phu trong đầu đều là cơ bắp ngươi có thể chơi được chú thuật tinh vi hả bất mạnh miệng dùng cái đi, hơn nữa với loại trọng lượng thân thể này, dù ngươi muốn tự thôi miên chính mình cũng không có khả năng. cái đầu thái thản cười lạnh nói, ai bảo ta muốn dùng thôi miên? vu thần khẽ nhớ mày. mà cũng chính tại một khắc này, ngay tại dưới cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của lâm ân và tiểu tiểu, hai nhánh xúc tu từ bên trong cái đầu thái thản nọ đã nhanh chóng nổ bắn ra ngoài, trực tiếp cuốn lấy một ngọn núi nhỏ nằm cách đó không xa. Soạt, Lâm Ân và Tiểu Tiểu đều trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt ẩn chứa khiếp sợ vô cùng nhìn ngọn núi nhỏ kia trực tiếp bị cái đầu thái thẳng ném lên cao cao. Bởi vì tốc độ này quá nhanh, bởi vậy gần như chỉ trong giây lát, ngọn núi nhỏ ấy đã hóa thành một điểm sáng nhỏ. Đinh, điểm sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Biến mất rồi, Lâm Ân khiếp sợ nói. Ném lên cao quá, Tiểu Tiểu kinh dị nói. Cái đầu thái thẳng cười lạnh một tiếng lập tức hoạt động một chút cơ bắp trên mặt, sau đó tìm một vị trí chính xác để di chuyển mình qua. Nói cho ngươi biết, một thái thản chân chính chưa bao giờ dùng đến những thứ hoa hòe hoa sói đó. Ta đã giảm lực phòng ngự của mình xuống mức thấp nhất, cũng đã ngăn chặn khả năng trinh sát và phản ứng của ý thức rồi. Ngươi có thể so sánh với ta sao? Ngươi ngẫm lại xem, mình có so sánh được hay không? Ha hả ha hả! Ha, ha. Quanh, cùng thời điểm đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Ngay dưới cái nhìn chăm chú xen lẫn khiếp sợ của Lâm Ân và Tiểu Tiểu, ngọn núi nhỏ vừa bị ném lên trời cao kia, đã dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi mà rơi xuống, rồi trong tiếng cười nhạo của cái đầu thái thản, nó, quanh, một tiếng, nện thẳng xuống đầu ông ấy. Cho bụi vù vù bay đi. Chỉ thấy cái đầu thái thản đã ngây ngất, sờ, nằm dưới đất, đầu lưỡi thật dài thè ra bên ngoài, dịch ốc đặc sệt, dấp dính, không ngừng cùng ụp cùng ụp xịt tứ tung ra toàn bộ đống xúc tu xung quanh đều giật 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 nhớ kỹ cái đầu thái thản cố gắng run rẩy dựng một nhánh xúc tu lên rồi gian nan mà hữu khí vô lực nói ba nghìn không trăm linh một năm trước đó là thời kỳ đỉnh phong nhất của ta chỉ cần tái hiện trở về nhạc phụ liền che chở cho ngươi cả đời ba ông ấy vừa nói xong nhánh xúc tu nọ cũng rủ xuống mặt đất không còn bất cứ âm thanh nào vang lên nữa cha ơi tiểu tiểu lập tức run rẩy mà quỳ xuống bác trai à lâm ân cũng run rẩy hốc mắt đỏ ửng ướt men gió lạnh tiêu điều kẻ tóc đen tiễn người đầu bạc bầu không khí bi thương không thể nói rõ thành lời lập tức tỏ ra trắng trợn vô cùng hung hăng lan tràn ra xung quanh cảm giác kỳ diệu hệt như đang tiễn người nhà đến nơi an nghỉ cuối cùng xuất hiện tự nhiên như thật hai người lâm ân cùng dàn dụ nước mắt không ngừng gào khóc lên phụ thân ngươi còn chưa chết đâu khoe nữ ngươi khóc cái gì vu thần ôm ngực huyệt thái dương run rẩy nói tiểu tiểu o o vừa thổn thức vừa lau nước mắt nói bác sĩ ca ca khóc tiểu tiểu cũng khóc theo không hiểu vì sao trong lòng tiểu tiểu lại cảm thấy bi thương vô cùng ô ô khóe mắt trên cái đầu vu thần lập tức co rúng lại cắn răng nói thằng nhóc kia ngươi khóc cái gì lâm ân lau hai hàng lệ trên mặt khóc mắt ửng đỏ nói thực xin lỗi là cháu đã thất lễ rồi. Trước kia cháu thường xuyên đi theo thầy mình ra xung quanh xử lý chuyện tang lễ. Lần này là bệnh nghề nghiệp thôi, đúng là không thể gặp loại cảnh tượng này được, vừa thấy là không nhịn nổi sẽ rơi nước mắt. Trước kia, mỗi lần khóc, cháu còn được 50 đồng tiền đó. Tiểu Tiểu O, O nói, "Ô ô, được rất nhiều nha." Vu thần từ từ nhắm mắt lại, rồi, ca ca ca, nắm chặt hai tay. Không được bà cứ có cảm giác nếu tiếp tục cho khuê nữ nhà mình ở cùng một chỗ với nhân loại kia, thì sớm muộn gì nữ nhi ngoan ngoãn của bà ấy cũng bị hắn ảnh hưởng mà trở nên không bình thường mất. Nhân loại này, rốt cuộc là hắn có biết mình cực kỳ khác biệt với một người bình thường hay không? Đừng có khóc nữa, cái đầu vu thần mở to mắt, trung rẩy nói, hắn đã tốn công hao sức làm cho mình ngất đi như vậy, ngươi cứ xem xem có thể tái hiện cho hắn hay không đã. Lâm ân lau nước mắt đi, thoáng suy nghĩ một lát, rồi cảm ứng chút tinh thần lực ít ỏi còn dư lại của mình và suy tư nói tinh thần lực của cháu đã thấy đấy rồi dù hiện tại có thể bài trừ đi những nhân tố quấy nhiễu khác thì với lượng tinh thần lực hiện giờ của cháu cũng không có mười phần nắm chắc vô thần cười lạnh một tiếng nói tưởng gì chứ chuyện này thì dễ làm nếu thiếu tinh thần lực ta có thể cho ngươi ngươi chỉ cần tái hiện cho hắn là được lâm ân suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gật đầu hắn đứng dậy từ trên tay tiểu tiểu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chậm rãi vươn tay về phía cái đầu thái thản đang trong trạng thái hôn mê kia, sờ. Đinh. Xin hỏi có lập tức phát động kỹ năng, ký ức lúc trước đã mất đi, với cái đầu thái thản hay không? Có. Đinh. Kiểm tra đo lường thấy độ bài xích của mục tiêu đối với ngươi là 120%, độ kháng cự đối với ngươi là 200%, độ tin cậy đối với ngươi gia tăng 20% không thể hoàn thành tái hiện. Đinh kiểm tra đo lường thấy mục tiêu đang rơi vào trạng thái hôn mê cường độ cao, kiểm tra đo lường thấy tâm linh của mục tiêu đã mở ra quyền hạn đặc thù đối với ngươi, tạm thời xóa đi ảnh hưởng trên các phương diện, có thể tiến hành ảnh hưởng. Hóa ra thật sự có thể. Vẻ mặt Lâm Ân vô cùng bình tĩnh, hắn lập tức cân nhắc tới một loại phương thức khác để sử dụng, ký ức lúc trước đã mất đi, nếu không dùng được trong trạng thái bình thường thì tìm một cơ hội nào đó đánh ngất đối phương là có thể hoàn thành được ngay lập tức trong đầu lâm ân đã hiện ra một chút hình ảnh không thể miêu tả được nhưng rất nhanh hắn đã ném đi loại ý tưởng vạn ác đó vẻ mặt cũng khôi phục trạng thái bình thường một khi đã như vậy phát động ông trong nháy mắt sau đó dưới ảnh hưởng của lâm ân một luồng quang mang chói mắt đã nhanh chóng xuất hiện rồi ầm ầm phun ra xung quanh cái đầu thái thản mà cũng ngay tại thời điểm lâm ân cảm nhận được chút tinh thần lực còn sót lại nhanh chóng cạn tới đấy một luồng tinh thần lực hùng hậu mang theo một chút thuộc tính hỗn loạn bị người ta rót thẳng vào bên trong đại não của hắn sau đó nhanh chóng bổ sung lại lượng tiêu hao đừng cử động tiếp tục tái hiện đi từ phía sau truyền đến giọng nói nhàn nhạt của vu thần hiển nhiên mẹ của tiểu tiểu đang gửi tới cho hắn luồng tinh thần lực ủng hộ vô cùng khổng lồ mà có hậu thuẫn này Lâm Ân chẳng còn nỗi lo về sau nữa, chỉ cần chuyên tâm nhắm mắt lại, định vị điểm thời gian cần tái hiện kia là được. Không mất quá lâu, Lâm Ân đã chuẩn xác định vị được khoảng thời gian tại một năm trước. Hoàng Mỹ Lâm Ân miễn cười Nhưng ngay tại thời điểm hắn dự định rút tinh thần lực của mình ra, hoàn thành lần tái hiện ký ức lúc trước đã mất đi này, đột nhiên âm thanh của vu thần lại quỷ dị mà vang lên trong đầu hắn. Lại tiến về phía trước đi." Lâm Ân ngẩn ra, nói, nhưng đã đi tới 3000 năm trước rồi. Lại thêm một số không nữa. Khung cảnh tạm thời yên tĩnh xuống. Lại thêm một số không nữa là có ý gì vậy? Lâm Ân nghe mà không khỏi kinh ngạc vô cùng, trong đầu không ngừng tự hỏi. Cái đầu vô thần khẽ nheo mắt, nói, "Không có gì, là vừa rồi lão phế vật này cười nhạo ta như vậy, ngươi cho rằng ta có thể nuốt được cục tức đó ư?" tiếp tục tiến về phía trước đi nếu hắn dám tìm ngươi phiền toái lão nương sẽ che chở cho ngươi lâm ân nói nhưng nếu thêm vào một số không nữa chỉ sợ bác trai còn chưa xuất hiện đâu cái đầu vu thần cười lạnh nói ngươi đừng nên xem thường hắn tuy kẻ kia rất phế vật nhưng năm đó hắn chính là chiến thần của thái thản nhất tộc còn được người ta gọi là là thái thản mạnh nhất tuổi thọ của hắn tuyệt đối vượt qua những gì ngươi có thể tưởng tượng nổi lâm ân kinh dị nói người thực sự khẳng định người khẳng định làm như vậy thật sự không xảy ra chuyện gì vu thần nheo mắt nói nói vớ vẩn cái gì đó đã bảo là có lão nương che chở cho ngươi ngươi còn sợ cái gì thêm chuyện đã đến nước này rồi lâm ân cũng dứt khoát cắn răng một cái rồi tiếp tục điều động tinh thần lực xoát 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 định vị đến một thời điểm càng lâu dài hơn mà phía sau cũng không ngừng truyền đến tinh thần lực hùng hậu khiến cho lượng tiêu hao của hắn gần như đã giảm xuống nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Rốt cuộc, tiết điểm thời gian đã dừng lại ở 30. Không một không năm trước. Đến đây là được rồi. Ừm. Lại cho hắn thêm 5.000 năm nữa, cho hắn siêu cấp gấp bội luôn. Lâm Ân. Lại vài phút sau, Lâm Ân với vẻ mặt không cảm xúc, nói, hiện giờ thì sao? Vu thần suy tư nói, nếu đã thêm đến mức này, thêm một chút nữa cũng không sao, lại cho hắn thêm 2.000 năm đi. Coi như tặng hắn. Lâm ân đã chết lặng. Được, thêm, khách hàng chính là thượng đế, tất cả đều nghe lời ngươi. Lại vài phút sau, Lâm ân trống rỗng nói, lần này chắc không cần thêm nữa. Vu thần nói, nếu không lại kéo hắn về phía trước thêm 5.000 năm nữa đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm ân cả kinh nói, ta má nó còn có thể phát biểu ý kiến hả? Vu thần nói, kéo. Tiếp tục kéo về phía trước. Cứ kéo về phía trước đi đã, sau khi kéo ta sẽ điều chỉnh một chút chút. Lâm ân. Tới cuối cùng, sau khi một mực kéo về phía trước 53. 005 năm, rốt cuộc, Lâm ân cũng không thể kéo thêm được nữa. Bởi vì đây đã là khởi điểm của sinh mệnh rồi, nếu còn kéo thêm, khẳng định là sẽ bị phân tách ra. Vu thần suy tư một chút mối nói, làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Lâm Ân quy nói, đương nhiên là không tốt rồi. Đã con mẹ nó kéo đến tận cùng, tốt kiểu gì được. Vu thần suy nghĩ một lát, dường như bà cũng nhận thấy mình làm như vậy hơi bị quá đáng, nói gì thì nói, ông ấy cũng là trượng phu của bà. Tuy là một tên trượng phu ngu xuẩn, nhưng nói như thế nào, bà và ông ấy cũng có mấy ngàn năm tình cảm phu thê, ngẫm lại dường như những hình ảnh ân ái trước kia vẫn còn rõ ràng hiện lên trước mắt. Vu thần tức cảnh sinh tình, lập tức lau mấy hạt lệ long lanh trên khóe mắt, rồi thấp giọng nói, vậy. Cho hắn quay lại một phút đồng hồ đi, nói như thế nào, hắn cũng là trượng phu của ta. Lâm ân, mấy phút đồng hồ sau, cùng với một tiếng, trầm, thật lớn, quang mang chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Lần tái hiện này dằn co hơn 10 phút cuối cùng đã hạ xuống màn che mà cái đầu thái thản dần dần thoát khỏi hôn mê cũng lập tức cảm nhận được chút biến hóa phát sinh trên thân thể mình. Tuy nguyền rũ và lực lượng vẫn còn nguyên, không chút biến hóa, nhưng thân thể lại truyền đến cảm xúc hoàn toàn khác biệt, cũng cho tâm trạng của ông ấy cũng lập tức thay đổi, trở nên vô cùng chấn động. Ý thức truyền đến cảm xúc vô cùng gấp gáp. Rốt cuộc. Sau khi chết đi 3.000 năm, ông ấy lại có thể quay về tư thế hào hùng ở thời kỳ đỉnh phong năm đó, và một lần nữa sừng sững đứng phía trên đại địa này thái thản cự thần huy hoàng người bảo vệ đại địa kẻ xé nát không trung hình bóng vô địch cầm trong tay hai cây búa lớn khai thiên cuồn cuộn phá toan mảnh ký ức đã phủ đầy bụi của ông ấy lập tức xuất hiện trong ý thức tâm trạng của thái thản từ từ chuyển thành kích động và cuồng nhiệt không thôi rốt cuộc rốt cuộc cũng có thể tái hiện lại những năm tháng ngày ấy ngay sau đó hào quang trên người thái thản chậm rãi tiêu tán đi trước mặt ông ấy lập tức hiện ra hình ảnh mông lung của thê tử thời kỳ niên thiếu và nữ nhi đáng yêu bọn họ đang đứng sừng sững ngay trước mặt ông ấy cả tên nhân loại vương tay bụng mặt bày ra biểu cảm nhất trứng đang ngồi trên đầu nữ nhi của ông ấy nữa thái thản không nhịn được nữa đã muốn kích động mà vương đôi cánh tay cường tráng hữu lực của mình tới cho bọn họ một cái ôm to to cũng muốn nói cho bọn họ biết trượng phu và phụ thân cường tráng của hai người đã trở lại rồi, ông ấy đã trở lại rồi, loại tâm trạng này. Thực sự khiến người ta nghe thấy mà rơi lệ. Nhưng ngay tại thời điểm ông ấy muốn vươn hai tay tới, đột nhiên lại giật mình rồi phát hiện ra điều gì đó cực kỳ. Không thích hợp. Cánh tay đâu, cánh tay cường tráng hữu lực của ta đâu rồi, không thích hợp, hình như có chút gì đó cực kỳ không thích hợp, và rồi. Thái thản chợt phát hiện ra một điều kỳ lạ, hình như ông ấy ở thời điểm này nhỏ hơn lúc trước không nhắc đến bọn họ vội, ngay cả đưa ra so sánh với tên nhân loại kia, ông ấy cũng nhỏ hơn không ít. Nhưng không phải ông ấy đã được tái hiện lại dáng vẻ của 3.000 năm trước sau, tới tận lúc này, ông ấy mới theo bản năng, nhìn xuống chính mình. Đinh Giá trị tinh thần của cái đầu thái thản 10, Đinh Giá trị tinh thần của cái đầu thái thản 10, Đinh Giá trị tinh thần của cái đầu thái thản 10, Đinh chi chi chi. Tại thời điểm này, ở dưới mặt đất, có một quả trứng thụ tinh với kích cỡ bằng một quả bóng cao su, đang phát ra âm thanh hoảng sợ đầy quỷ dị. Lâm ân, ba, một tiếng lập tức dùng bàn tay vỗ lên trán mình, và từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt đau như nhức trứng, trong khi khóe miệng lại điên cuồng run rẩy. Con mẹ nó, hình ảnh này quá tàn nhẫn, hắn thật sự không dám nhìn mà, nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng, quát trai à, Bác chớ có trách cháu, trong chuyện này, cháu chỉ là một tên công cụ nhân, một thôi. Đây đều do mẹ của tiểu tiểu sai sử, thực sự không có lấy một chút xíu liên quan nào tới cháu đâu, cháu. Vẫn còn rất thiện lương đó, chỉ là thiện lương muôn đời yếu, tàn ác vĩnh viễn cường thôi, mà trong nháy mắt này, đột nhiên bên tai hắn lại truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Ngươi phát động thành tựu đặc thù, nguồn gốc của sinh mệnh đạt được kinh nghiệm cơ sở 200, nguồn gốc của sinh mệnh, tại ngươi thời điểm sử dụng kỹ năng, ký ức lúc trước đã mất đi, lại có thể thành công tái hiện thời kỳ khởi nguồn của sinh mệnh, sẽ đạt được thành tựu đặc thù này. Nó nói lên rằng, ngươi là một người giàu lòng yêu thương, nguyện ý để đối phương trải nghiệm bài học tạo ra một sinh mệnh vốn không dễ dàng, ngươi đạt được gia tăng vĩnh cửu, thể chất cộng 2, sức chịu đựng cộng 2, tình yêu cộng một lâm ân, mà ở một bên kia, gần như là nháy mắt vu thần nhìn thấy cái đầu thái thản đã biến thành một quả trứng thụ tinh, bà ấy lập tức phát ra tiếng cười đầy chế nhạo, không hề nể nang ai. Đã vậy, một lần cười còn cười đến run rẩy toàn thân, cười lăn cười bò, cười ngặt cười nghẽo. Chưa hết, sau khi cười đã đời, bà ấy lập tức vươn tay, cầm lấy quả trứng thụ tinh có kích cỡ bằng quả bóng cao su, đưa tay đỡ trán, cười trộn nói, ái chà thứ này không phải là thái thản cự thần tiếng tâm lừng lẫy năm đó sao? Vài phút không gặp, sao ngươi lại trở nên tồi tệ thế này rồi? Chi, chi, quả trứng thụ tinh nọ lập tức phát ra tiếng rít đầy giận dữ. Vu thần thở dài nói, không cần thiết, thực sự không cần thiết phải vậy đâu. Ta biết ngươi rất muốn trở lại quá khứ, nhưng thật sự là không cần thiết phải biến mình thành trẻ đến mức này nha. Ngươi xem lại mình đi, đã trẻ đến mức trực tiếp biến thành trứng luôn rồi. Đừng. mà khỏi phải nói bà ấy nói đến đây chợt ngừng lại nghiêm túc mở to mắt ra nhìn quả trứng thụ tinh kia hồi lâu sau mới nói nhìn rất độc đáo đó chi chi trứng thụ tinh thái thản không nhịn nổi nữa lập tức giận dữ mà nhảy dựng lên cuối cùng cũng đẩy ngã được vu thần xuống dưới đất bởi vì nếu đã đến nước này mà ông ấy còn không nhìn ra là ai đang giở trò quỷ chẳng phải đã quá ngu ngốc rồi chỉ trong nháy mắt một lô li một trứng lại hung hăng lao vào đánh nhau. Nhưng hiển nhiên là oán cũ thù mới chồng chất làm một, khiến cho cuộc chiến lần này càng thêm kịch liệt. Ngươi, tên phế vật vô dụng này, ai bảo lúc trước ngươi dám cười nhạo lão nương. Năm đó là ngươi da mặt dày mỗi ngày đều chạy tới theo đuổi lão nương, bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ gả cho một lão già hơn mình tới mấy vạn tuổi như ngươi sao. Chi, chi. Hai người, đánh đến long trời lỡ đất, cả đại địa đều ầm ầm rung động. Mà một bên khác, nhìn thấy một màn này, tiểu tiểu, suy, một tiếng bật cười, sau đó lại vương cánh tay mảnh khảnh lên, muốn may nói, ba cố lên. Mẹ cố lên. Lúc ấy, ở trên vai tiểu tiểu, Lâm ân chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ảnh ngược phản chiếu bên trong con ngươi màu xanh biếc của tiểu tiểu là nụ cười tươi như đang nhớ lại một phần ký ức xa xưa. Hắn há miệng thở dốc, hỏi, tiểu tiểu, chẳng lẽ cô đã nhớ được một chút gì đó rồi tiểu tiểu chớp chớp mắt quay đầu nhìn lâm ân trên vai mình rồi cầm lấy hắn ôm vào trong lòng ngồi xuống và nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại gió đêm nhẹ thổi tóc vàng như râu ngô nhìn cô bé ấy bình yên đến lạ lặng lẽ mà thư thái đúng vậy cũng không biết là lúc nào đột nhiên tiểu tiểu ngẩng đầu lên mở mắt ra ngắm nhìn mảnh trời hắc ám trên kia trong đôi mắt tràn ngập ao ước là trước kia ba và mẹ cũng thường xuyên đùa giỡn như hiện tại có một lần bọn họ còn đánh nhau cực kỳ hung hãn đến mức cả nhà cũng sụp xuống lúc ấy tiểu tiểu rất sợ hãi vẫn một mực trốn trong gầm giường khóc cô bé cười cười nhẹ nhàng xoa xoa lên hốc mắt ướt át tôi cứ cho rằng lần này là xong rồi ba mẹ sẽ không bao giờ để ý đến đối phương nữa đâu thậm chí còn có khả năng hai người sẽ không bao giờ ở cùng nhau nữa cho nên mới sợ hãi suốt một buổi tối. Nhưng tới ngày hôm sau, cô bé dùng ánh mắt đầy hồi ức nhìn lên không trung, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cẳng chân mình, bọn họ lại vui vẻ ở trong phòng khách bôi thuốc mỡ, trị liệu miệng vết thương cho đối phương, còn nói chuyện vô cùng thân thiết, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Trên mặt cả hai đều mỉm cười, không thể nhận ra một chút dấu vết nào của cuộc cãi vã long trời lỡ đất lúc tối. Cô bé nói xong, chợt nghiêng đầu qua, cười cười với lâm ân giống như một tiểu tinh linh mãi cho đến sau này tôi mới biết đó chính là phương thức chung sống với nhau của bọn họ ai cũng yêu đối phương nhưng nếu gặp phải mâu thuẫn bọn họ sẽ hung hăng đánh cho đối phương tơi bời hoa lá đầu rơi máu chảy lâm ân không biết nên nói gì đúng là phương thức chung sống kỳ cục ừm có khả năng chỉ bọn họ mới có phương thức ấy thôi tiểu tiểu ngẩng đầu vuốt vuốt mái tóc dài bên tai chớp chớp mắt với Lâm Ân, rồi nâng cầm nói, nhưng mà. Tiểu tiểu thật sự rất vui vẻ. Bác sĩ, anh có cảm nhận được không? Kỳ thật ba mẹ của tiểu tiểu đã sớm không còn ác ý với anh nữa. Lâm Ân ngẩn ra. Hắn chợt đưa mắt nhìn cha mẹ của tiểu tiểu đang đùa dẫn phía xa xa. Dần dần. Hắn cũng có chút hiểu được ý tứ trong lời nói của cô bé. Đúng vậy, dù là ai, kể cả một con ác quỷ trong địa ngục cũng từng có cho mình một điều tốt đẹp cần bảo vệ, hắn nhảy xuống từ trên vai tiểu tiểu, mỉm cười giơ ngón tay cái về phía cô bé, hàm răng, đinh, một tiếng lóe sáng lên. Tiểu tiểu cười hì hì dùng sức cực đầu, cũng vươn bàn tay của mình tới, giơ ngón cái lên. Ngón tay của cô bé, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Lâm Ân. Một lớn một nhỏ. Lại hài hòa đến bất ngờ. Giống như hết thảy đều không cần phải nói rõ thành lời. Cái ấn ký trên trán lại ẩn hiện, như đang muốn nói rằng, tâm linh của bọn họ vừa xích lại gần nhau thêm một chút. Có khả năng tôi sẽ lại quên mất điều này, cũng có khả năng tôi sẽ mãi mãi không thể biến thành một cô bé bình thường được. Nhưng mà, thật sự cảm ơn anh, bác sĩ của tôi. Vô số điểm sáng chậm rãi xuất hiện phía trên thân thể của tiểu tiểu, nhưng gương mặt của cô bé, dù đang rơi lệ, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi thường trực. Mái tóc dài màu vàng từng chút từng chút một đã vũ hóa bay đi, dung nhan tinh xảo và thân thể đáng yêu kia cũng chậm chậm biến thành hư vô tan biến. Đột nhiên một luồng ánh sáng cực mạnh ập tới, khiến Lâm Ân phải theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Đến thời điểm hắn mở mắt ra, ngón tay mới chạm vào tay hắn đã biến mất, giống như hết thảy những chuyện vừa rồi đều là ảo cảnh. Lâm Ân kinh ngạc đến thất thần, cũng không biết vì sao đột nhiên trong lòng hắn lại trở nên trống vắng. Hắn nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không nói. Mãi cho đến khi cảm nhận được một loại xúc cảm kỳ dị truyền đến trên tay mình, ở thời điểm hắn lại một lần nữa mở to hai mắt, đã nhanh chóng trông thấy một nhánh xúc tu nhẹ nhàng vươn tới, trục rè chạm vào tay hắn, cũng trông thấy gương mặt với đôi mắt sáng long lanh của Tiểu Tiểu, vẫn hệt như lúc trước kia. "Ô, bác sĩ à, Tiểu Tiểu biến trở về rồi." "Ừm." "Biến trở về rồi." lâm ân dùng sức nặng ra một nụ cười tươi chân thành tha thiết tiểu tiểu còn có thể biến trở về hay không có tôi ở đây lúc nào cũng được tôi hứa ô thật tốt quá nếu biến trở về anh vẫn là nha sĩ của tiểu tiểu nhé có được không đương nhiên nhất định rồi ừm vậy như vậy đi có lẽ cuộc đời của ta vốn đã được định trước sẽ tiếp xúc cùng những sinh vật địa ngục này nếu là như thế cũng không hẳn là không thể tiếp nhận đột nhiên khóe miệng hắn thoáng nhếch lên tạo thành một đường cong mềm mại rồi nhẹ nhàng vươn tay tới bắt lấy nhánh xúc tu của tiểu tiểu giống như hắn đã tiếp nhận một điều gì đó hoặc là ở sâu thẳm bên trong nhận thức của hắn đã phát sinh một chút thay đổi nào đó không ai hay biết sương mù màu đen vẫn tuôn trào không trung vẫn như cũ là một mảnh tối đen trong lúc không quá chú ý tới dường như hắn vừa nghe được bên tai mình truyền đến một tiếng nhắc nhở của hệ thống, rồi lại nhanh chóng trôi đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Độ phục hồi của ngươi cộng một phần trăm. Tiếp tục chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ, cùng với hiệu quả của kỹ năng, ký ức lúc trước đã mất đi, tan biến, khiến cho một tiếng tái hiện lại dáng vẻ của quá khứ trên người cái đầu vu thần và cái đầu thái thản cũng tan biến theo. Cả hai lần lượt quay trở lại dáng vẻ vốn có của mình giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng giống như bọn họ chưa bao giờ rơi vào địa ngục giống như bọn họ vẫn một mực tồn tại trong thế giới mà mình từng sống kia chưa bao giờ thay đổi biến trở về rồi hiếm khi thấy cái đầu vu thần chợt rơi vào im lặng hai người bọn họ cũng không tiếp tục đùa giỡn thêm nữa đều tự trở về với hiện thực thực sự khiến người ta hoài niệm mà cái đầu vu thần ngẩng đầu lên trong ánh mắt lại lộ ra ý cười như bình thường ánh mắt bà cũng nhanh chóng dừng lại trên người lâm ân cùng với cái đầu khổng lồ không ngừng nhúc nhích bà ấy lại một lần nữa đứng sừng sững trước mặt lâm ân như một quả núi lớn chăm chú nhìn hắn hồi lâu đột nhiên bà ấy nhếch miệng để lộ ra hàm răng lạnh băng ác độc khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói tuy ta vẫn không quá thích ngươi nhưng dường như cũng không quá chán ghét ha hả ha hả lâm ân bị nụ cười của bà ấy làm cho da đầu rung lên đinh độ hảo cảm của cái đầu vu thần đối với ngươi cộng 10, Lâm Ân khẽ thở vào một hơi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn. Hắn vươn tay tới, giơ ngón tay cái lên với cái đầu vu thần. Thật hiển nhiên, sau khi trải qua sự kiện này, hắn đã thành công chiếm được sự tán thành tới từ mẹ của tiểu tiểu. Ít nhất, thái độ của bà ấy cũng khác trước rồi, không còn đối xử với hắn như một món đồ chơi mà tiểu tiểu thích nữa. Về phần thái độ của cái đầu thái thản, Ừm. Tuy chẳng mấy thay đổi, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra được, thái độ của ông ấy đã khác xưa, ít nhất là trong đôi mắt khổng lồ nọ không còn tràn ngập phẫn nộ và sát ý đối với hắn nữa. Thời gian vù vù bay đi. Bọn họ đã bước vào phạm vi của hẻm du hồn. Tiểu tiểu, vui vẻ múa may đóng xúc tu trên người, nhìn Lâm Ân bên cạnh, nói, bác sĩ, tiểu tiểu tiễn anh về nhà, còn nữa, cảm ơn vì hôm nay anh đã tiếp đón tiểu tiểu rất chu đáo tiểu tiểu thật vui lâm ân cười ha hả vươn tay về phía cô bé nói từng tôi cũng rất vui mà đúng vào lúc này đột nhiên lâm ân cảm nhận được một nhánh xúc tu vừa chọc chọc vào phía sau lưng hắn lâm ân ngừng lại một thoáng sau đó lập tức trông thấy cái đầu thái thản khổng lồ không gì sánh được kia đang dùng tư thái không giận tự uy mà lạnh nhạt nhìn xuống hắn ách bác trai có chuyện gì không lâm ân trố mắt nhìn qua khỏi phải nói khi phải đối mặt với một sinh vật căn nguyên vô cùng mạnh mẽ như cha của tiểu tiểu này nếu nói lâm ân vẫn giữ được bình tĩnh tim không đập nhanh tuyệt đối là giả nói cho cùng ác cảm của cái đầu thái thản đối với hắn còn cao hơn cái đầu vu thần nhưng hình ảnh bị một nhánh xúc tu khổng lồ trực tiếp đập hắn thành bánh thịt tại chỗ trong tưởng tượng lại không có xuất hiện cái đầu thái thản lạnh nhạt nâng xúc tu lên nói đi theo ta chúng ta tâm sự riêng lại tâm sự riêng hả không hề quá đáng khi nói ở thời điểm hiện tại lâm ân đã có bóng ma tâm lý đối với ba chữ tâm sự riêng này rồi lâm ân mở to mắt nói chúng ta có thể nói chuyện ở đây không ông cái đầu thái thản trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt mang đầy ẩn ý hoặc là tán gẫu hoặc là chết rồi tự cho hắn đi mà cảm nhận lâm ân lập tức gật đầu nghiêm túc nói được bác trai muốn tán gẫu như thế nào cũng được tán gẫu đến sùi bọc mép đến chảy máu miệng cũng không sao vài phút sau giữa mảnh sương mù màu đen cái đầu thái thản đưa lưng về phía hắn tận tình bày ra dáng vẻ không giận tự uy vô cùng nghiêm túc của một bậc bề trên và hiển nhiên là loại tư thế này đã khiến cho lâm ân đang lẽ loi đứng ở nơi đó lập tức kinh hồn tán đảm cũng không hiểu vì sao đột nhiên trong lòng hắn lại sản sinh ra một loại cảm giác kỳ quái hệt như mình vừa đi theo bạn gái về nhà sau đó bị cha vợ kéo vào bên trong một căn phòng nhỏ tối đen, hung hăng thẩm vấn. Nhưng, đùa cái kiểu gì vậy, rõ ràng mối quan hệ giữa hắn và tiểu tiểu là tình bạn vô cùng thuần khiết nha, ngươi có biết, bình sinh lão phu hận nhất, chính là cái thứ khốn nạn dám cả gan dụ dỗ nữ nhi nhỏ tuổi nhà ta hay không, nếu bình thường, gặp được một kẻ như thế, ta đều trực tiếp ăn tươi. Cái đầu thái thản nói đến đây, lại thản nhiên liếm liếm một nhánh xúc tu tráng kiện mà giữ tợn của mình. Cái Cái này là đang bày tỏ sự trâu bò của bản thân ư Lâm ân đổ mồ hôi đầm đìa Nói Bác trai à Bác đã hiểu lầm rồi Kỳ thật giữa cháu và tiểu tiểu không có gì đâu Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi Hơn nữa chỉ cần bác hơi suy nghĩ một chút là biết mà Chủng tộc của cháu nhỏ như vậy Làm sao có thể dụ dỗ được một cự nhân cường đại như tiểu tiểu Kích cỡ không đồng đều mà Lâm ân vội vàng mở miệng, nhưng nói thật, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phải, chỉ là hắn vô cùng muốn làm sáng tỏ sự hiểu lầm này, cái đầu thái thẳng lạnh nhạt đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, vậy ư, nhưng đối với một kẻ khốn nạn chân chính nào đó, bọn họ luôn có thể nghĩ ra các loại chiêu trò, làm cho kích cỡ nhỏ bé của mình trở nên thích hợp. Lâm Ân ngây dại nói, ách, cháu không quá hiểu. Thái thẳng lại thản nhiên nói, ngươi không cần giả bộ hồ đồ ở trước mặt lão phu ta liếc mắt một cái là nhìn ra ngươi còn cất giấu một loại năng lực nào đó có thể khống chế cơ thể mình không phải thế sao lâm ân nói ách hẳn là vị bác trai này đang nói đến huyết nhục tai biến quả thật loại năng lực chế tạo biến dị thể bên ngoài này có thể dễ dàng bị người khác nhìn ra nhưng chuyện này và vấn đề bọn họ đang nói đến có liên quan ở điểm nào vậy cái đầu thái thản tiếp tục thản nhiên nói chỉ cần ngươi hơi lợi dụng năng lực của mình biết thoáng điều chỉnh thành thích hợp một chút biết không phải vấn đề nhỏ đã được giải quyết xong một cách dễ dàng rồi lâm ân không quờ giờ khắc này cả thể xác lẫn tinh thần của lâm ân đều trúng một đòn đã kích trầm trọng giờ khắc này thậm chí hắn còn không biết mình nên đón nhận những lời này theo kiểu gì không thích hợp Má nó không thích hợp nha, trong đầu Lâm Ân lập tức không thể khống chế nổi mà hiện ra một bộ hình ảnh vô cùng khủng bố và quỷ dị, chỉ thấy trong hình ảnh ấy là hắn đang chống. Ông, giá trị tinh thần của Lâm Ân, 10, giá trị tinh thần của Lâm Ân, 10, Lâm Ân trực tiếp tiến vào trạng thái cứng đờ, cứ một mực đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Cái đầu thái thẳng lạnh nhạt mà đặt xúc tu ra sau đầu, nói, hiện tại vấn đề nhỏ đã được giải quyết hoàn mỹ chẳng lẽ ngươi còn cho rằng mình không hạ thủ được ư ừ. lâm ân cứng ngắc nói chờ một chút bác trai bác nói chậm chậm một chút được không lượng tin tức quá lớn cháu hơi choáng váng nhưng cái đầu thái thản vốn không có ý định cho hắn cơ hội suy nghĩ kỹ càng ông ấy lại thản nhiên nói ngươi đừng có giả vờ bởi vì ta hiểu cực kỳ rõ mấy cái tiểu xảo ấy của ngươi vấn đề nhỏ đã được giải quyết mà ngươi lại có thể tùy tùy tiện tiện dùng thứ năng lực tái hiện quá khứ kia của mình để bất cứ lúc này cũng có thể biến nữ nhi của ta trở về hình dáng lúc bình thường của nó, vậy không phải ngươi đã có thể muốn làm gì thì làm rồi sao, hừ, ta liếc mắt một cái, cũng có thể. Nhìn thấu tâm tư của ngươi. Giá trị tinh thần của Lâm Ân, 10, giá trị tinh thần của Lâm Ân, 10, Lâm Ân rơi vào trạng thái đứng hình, có chút cứng ngắc dương hai tay lên, một câu cũng nói không nên lời. À không, trong đầu ta thật sự chưa từng phát sinh loại ý tưởng này, nếu không phải lão nhân gia người nhắc đến, thậm chí ta còn không bao giờ liên tưởng đến phương diện này đâu, không thích hợp. Không thích hợp nha, rốt cuộc là người đang uy hiếp ta hay đang trực tiếp cầm tay dạy học cho ta vậy, loại ý tưởng này rất nguy hiểm đó. Cái đầu thái thẳng chợt ngẩng đầu, hờ hững nói, nhưng ta vẫn không ngờ, ngay cả một nữ hài nhỏ tuổi như vậy, người cũng có thể ôm trong đầu loại ý tưởng ác liệt đến mức này, chỉ là sau khi quan sát, ta chợt nhận ra rằng đây chỉ là một chút tâm tư nhỏ của ngươi còn chưa biến thái đến loại tình trạng như vậy nếu ta không đoán sai hẳn là ngươi còn muốn tiếp tục chơi thêm một đoạn thời gian nữa kiểu như nuôi thê từ thuở bé là tỉ mỉ dạy dỗ khuê nữ nhà ta từ tấm bé đến lớn lên dựa vào tế thủy trường lưu một khiến cho khuê nữ đáng yêu của ta chậm rãi nhớ kỹ hình dáng của ngươi trong lòng nói đến đây trên mặt cái đầu thái thản lập tức lộ ra ác độc và lãnh ý ông lần này lâm ân triệt để choáng ván rồi cháu không có cháu thật sự không có mà cháu lâm ân vội vàng muốn phản bác a à, cái đầu thái thẳng lạnh lùng xoay người trực tiếp cắt ngang lời hắn nói rồi lạnh nhạt mà nhìn xuống tiếp tục ngươi còn muốn ngụy trang hả nếu ta không đoán sai hẳn là ngươi cũng đi tìm hiểu về sở thích của quê nữ nhà ta rồi chỉ sợ ngươi đã biết được rằng khuê nữ của ta thích nhất là những thứ sáng long lanh thích nhất là có người mời con bé ăn một bữa tiệc lớn thích nhất là có người tắm bong bóng cho nó thích nhất là có người dẫn nó đi ra ngoài hóng gió và mạo hiểm nói đến đây ông ấy chợt nở một nụ cười lạnh băng và tàn nhẫn cũng thích nhất là buổi tối được người ôm ngủ ngươi tên khốn nạn này lâm ân chỉ còn biết ngây dại đứng ở nơi đó nỉ non hồi lâu không nói nên lời lúc trước cháu hoàn toàn không biết nhưng tới hiện tại hình như cháu đã biết hết rồi bác trai bác khẳng định là mình không có ý định cầm tay dạy học cho cháu bác thực sự khẳng định ư cái đầu thái thản vẫn lạnh nhạt nhìn xuống hắn tiếp tục nói nhưng dù ngươi có biết được những điều này thì muốn dụ dỗ khuê nữ của ta cũng là chuyện không thể bởi vì chỉ cần ta còn tỉnh táo dù chỉ một khắc thôi ta sẽ không thể khuê nữ của mình rời khỏi tầm mắt lâm ân trống rỗng nói vậy thì tốt quá nhưng có vẻ như câu chuyện còn chưa kết thúc tại đây, bởi vì cái đầu thái thản lại hiếp mắt, lạnh nhạt nói, trừ phi ngươi có thể thăm dò ra quy luật hỗn loạn của ta. Lâm ân Cái đầu thái thản lạnh lùng, di chuyển qua lại, nhưng khẳng định là ngươi không biết, chỉ thứ hai, tư, sáu ta mới rơi vào hỗn loạn, còn ba, năm, bảy lại có một chút tỉnh táo ngắt quãng và chỉ một ngày cuối cùng trong bảy ngày, ta mới cho khuê nữ nhà mình một ngày nghỉ phép. Hơn nữa, chỉ duy nhất vào ngày hôm đó ta mới chịu cho con bé ra ngoài đi dạo còn không có người đi theo bên cạnh bởi vì trong khoảng thời gian này ta đều ngủ say như chết dù con bé có mang theo một sinh vật nào đó trở về ta đang mãi ngủ say cũng không nghe được nhưng khẳng định là ngươi không biết những điều này có đúng không lâm ân nói phải đúng vậy cái đầu thái thản nhắm mắt lại thản nhiên nói cho nên mới nói, ý tưởng dụ dỗ nữ nhi của ta trong lòng ngươi, chính là người si nói mộng, hơn nữa chỉ cần để cho ta nhìn thấy ngươi cùng với nữ nhi của ta một mình ở chung một chỗ, ta sẽ ăn ngươi ngay, ngươi có tin hay không? Lâm ân ngây dại nói, tin. Cái đầu thái thản gật đầu, lại thản nhiên nói, nhưng gần đây, mắt ta có chút mờ khi nhìn thứ gì đó, thường xuyên xuất hiện phức thị, hai, về phần khi nào ổn định trở lại, ta cũng không quá rõ hẳn là những lời này, ngươi cũng không nghe được đâu, đúng không? Lâm ân trống rỗng nói, không nghe. Cái đầu thái thản gật gật đầu, sau đó, ông ấy lập tức chống xúc tu, đứng dậy, nhắm mắt nói, vậy là tốt rồi. Đinh! Cái đầu thái thản cực kỳ vui mừng, độ hảo cảm đối với ngươi cộng 10, Lâm ân, có chút ngơ ngác, vẫn đứng nguyên nơi đó, chân tay luống cuống, không biết nên làm gì mới phải. Cho nên, đây là một loại ám chỉ nào đó ư, không, đây con mẹ nó giống như đã biến thành con mẹ nó chỉ dẫn công khai rồi, đây thực sự không phải tầm tay dạy học hả? Nhưng không đúng nha, rõ ràng vấn đề ban đầu chỉ là một sự hiểu lầm rất đơn giản, nhưng vì sao càng giải thích càng trở nên phức tạp hơn vậy? Được rồi. Cái đầu thái thẳng thản nhiên nói, những gì nên nói ta đã nói xong vốn dĩ ta đang muốn trực tiếp ăn luôn ngươi, nhưng gần đây răng lợi không tốt, vừa nhìn ngươi đã thấy no ngang rồi, cho nên chỉ có thể cân nhắc tạm thời không ăn ngươi thôi nhưng ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, lại bỏ dở nửa chừng, nha. Cái đầu thái thản khẽ nheo hai mắt, lộ ra hàm răng đầy tính uy hiếp, khủng bố mười phần của mình. Hàm răng sắc bén nọ, hệt như một cái đập đầy dao, không ngừng, đinh đinh đinh, mà lóe lên quan mang khủng bố, như muốn nói với Lâm Ân rằng, bất cứ lúc nào, ta cũng có thể ăn sống ngươi. Lại giống như đang muốn nói, nếu ngươi dám bội tình bạc nghĩa, dám bỏ dở nửa chừng thì bất cứ lúc nào, ta cũng có thể, nhấp nhép nhấp nhép, coi ngươi là món điểm tâm ngọt mà tận tình thưởng thức. Nói tóm lại là vô cùng đáng sợ. Lâm ân o, o nói, biết. Cháu đã biết, cảm ơn bác trai chỉ dạy. Đây là nói xa nói gần, cuối cùng vẫn ép gái ngoan đi làm gái điếm, là lấy lực đè người nha, chỉ là. Ta thực sự đã coi tiểu tiểu trở thành một vị khách hào phóng, một người bạn tốt của mình, chỉ vậy thôi, không hơn, Ta thật sự không hề có lấy một chút xíu ý tưởng không an phận nào mà, hồi lâu sau, cái đầu thái thản khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, chống xúc tu mà đứng lên, thẳng nhiên nói, về chuyện nữ nhi của ta, chúng ta nói đến thôi, nhưng hẳn là ngươi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ta hả, tâm trạng ta đang tốt, coi như cho ngươi một cơ hội đó. Lâm Ân dùng sức mà lắc lắc đầu, tạm thời ném toàn bộ đống cảm xúc hỗn loạn vừa rồi ra sau đầu, hắn nhanh chóng làm cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói đúng vậy đúng là cháu thực sự có một chút nghi hoặc bởi vì cháu có thể nhìn ra hình như mấy người nhà bác trai không phải dân bản địa của thế giới này vậy mọi người là nói đến đây lâm ân lại do dự phải biết rằng đây chính là nghi hoặc bắt đầu nảy sinh trong đầu hắn kể từ khi gặp được gia đình bọn họ bởi vì theo nội dung giới thiệu của hệ thống có vẻ như bọn họ là cái đầu từ thế giới càng cao hơn rơi xuống thế giới hắc ám này hơn nữa còn là thái thản một chủng thần thánh cực kỳ mạnh mẽ thường được nhắc đến trong các loại truyền thuyết ở địa cầu một tế thủy trường lưu ở đây có nghĩa là làm từng chút từng chút một hai phức thị chỉ trong cùng một thời gian nhìn thấy hai hình ảnh chồng vào nhau cái đầu thái thản lạnh nhạt mà nâng đầu lên nói đương nhiên chúng ta không phải dân bản địa của thế giới này ta nghĩ hẳn là ngươi cũng đã biết rồi chúng ta là thái thản cự nhân là một chủng tộc tối cao có thể sánh vai cùng thần linh lâm ân nghe mà chấn động cái đầu thái thản vẫn thản nhiên nói mà thế giới này của các ngươi bị chúng ta gọi là cõi chết là một thế giới hắc ám bị chúng thần vứt bỏ cõi chết hoặc là tử giới nha nguyền rủa hỗn loạn bất hạnh oán hận tất cả những thứ rác rưởi và người chết không nên tồn tại trong hiện thực đều bị kéo vào thế giới này, trọn đời không được siêu sinh. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ rác rưởi kia, vẫn còn rất nhiều tổ chức tự cho là thần thánh, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà can thiệp vào thế giới này, thậm chí là phái binh khai chiến cùng đám quái vật ở bên trong thế giới này. Ông ấy nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Lâm một cái ân, mà những kẻ vô tội giống các ngươi, bởi vì xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, hoặc là các loại nguyên nhân đặc thù mà rơi xuống thế giới này cũng không phải ít lâm ân nghe xong chật lộ vẻ mặt suy tư hồi lâu sau hắn lại nghiêm túc mà ngẩng đầu thành thật hỏi vậy phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này trở lại thế giới vốn có trước kia nghe vậy trên mặt cái đầu thái thản lập tức lộ ra một nụ cười đầy dữ tợn giống như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất trong thiên hạ trong giọng nói của ông ấy cũng mơ hồ mà bắt đầu trở nên hỗn loạn rời khỏi sao đúng vậy các ngươi có thể rời khỏi bởi vì các ngươi là người sống nhưng muốn trở lại thế giới vốn có trước kia cũng không phải đơn giản như vậy nhìn thấy không trên bầu trời có vô số những ngôi sao mà ngươi vốn không có đèn hiệu từ thế giới mà ngươi từng rơi xuống nơi này thì làm sao ngươi có thể tìm được thế giới vốn thuộc về mình từ bên trong hàng xa số những ngôi sao trên kia lâm ân nghiêm túc nhìn thẳng vào ông ấy hai bàn tay chậm rãi nắm chặt lại xem ra ngươi rất muốn về nhà cái đầu thái thản ác độc cười cười lại nói đúng vậy ai mà không muốn về nhà chứ ai muốn vĩnh viễn ở lại bên trong thế giới ác độc này ông ấy vừa giữ tận cười vừa ngước mắt lên đôi mắt tràn ngập ác độc châm chọc và hỗn loạn ấy đang chăm chú nhìn vào bầu trời đêm tối đen kia ba ngàn năm ta đã bị nguyền rủa áp chế ở trong này suốt ba ngàn năm rồi hận thù phẫn nộ lửa giận trong lòng ta vĩnh viễn bùng cháy lên mãi mãi không bao giờ cạn kiệt để mỗi khi ta nhớ lại quá khứ trước kia những thứ miền rủa ấy sẽ tra tấn ta, nhưng chúng nó càng tra tấn ta, ta lại càng không cam lòng. Đột nhiên ông ấy phá lên cười điên cuồng mà ác độc. Thật nhiều những nhánh xúc tu đặc sệt, dấp dính, tối đen, từ bên trong hốc mắt, bên trong lỗ mũi, lỗ tai, khoang miệng lan tràn ra ngoài. Mà phía trên mỗi một nhánh xúc tu đều phừng phừng, bốc cháy lên một ngọn hỏa diễm màu đen. Tâm thần Lâm Ân, ầm ầm, chấn động, hắn lập tức ngẩng đầu, nói: bác trai. Ha ha ha, ta cũng muốn trở về thế giới của ta, để đốt hết bọn chúng, ăn sạch bọn chúng. Trong mắt cái đầu thái thản cũng bắt đầu bốc cháy lên một ngọn lửa phẫn nộ, hừng hực hỗn loạn. Những nhánh xúc tu đang bị thiêu đốt kia, giống như một dòng nước chảy đặc sệt, dấp dính, không ngừng bùng cháy lên, lại không kiên nể gì bắt đầu lan tràn khắp vùng hoang dã. Cảnh báo Cảnh báo Độ hỗn loạn của mục tiêu đang gia tăng trên diện rộng xin ký chủ lập tức rời khỏi. Cảnh báo! Cảnh báo! Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh nhắc nhở dồn dập của hệ thống. Hiển nhiên là đoạn đối thoại vừa rồi đã khiến cái đầu thái thản lại một lần nữa hồi tưởng về tai họa trong quá khứ. Ta cũng không muốn bị, nhốt ở chỗ này, biến thành loại quái vật trước mắt, để mà chịu khổ, để nhận hết mọi đớn đau, khiến cho thê tử của ta, nữ nhi của ta, nhận hết mọi thống khổ. Trong nháy mắt, Ông ấy giữ tợn mà ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm thẳng vào mảnh không trung tâm tối. Thiên, các ngươi, không đè ép được ta, các ngươi, không trói buộc được ta. Một ngày nào đó, ta sẽ đạp lên mảnh địa ngục này mà trở về, đốt sạch cả đám các ngươi. Một tiếng rít gào hỗn loạn mà cuồng nộ vang lên. Rồi ngay dưới cái nhìn chăm chú lâm ân, cái đầu thái thẳng tác dụng lực vào đống xúc tu nhiều vô tận, một mực bị thiêu đốt của mình, để rồi nhảy thẳng về phía bầu trời tối tăm vô tận chỉ trong nháy mắt cái đầu khổng lồ bị lửa giận hừng hực thiêu đốt lại giống như một thanh trường mâu cắt qua thương khung thề phải hung hăng xóa sổ toàn bộ những thứ hắc ám giám cả gan trói buộc ông ấy kia lâm ân khiếp sợ đưa mắt nhìn cái đầu nọ nhìn thấy ông ấy hóa thành hỏa cầu mang theo uy năng phá diệt một mực lao thẳng về phía hư không tối đen kia nhưng ngay tại khoảnh khắc bóng dáng nọ sắp biến mất ở phía cuối tầm mắt của hắn thì hoa lạp lạp lâm ân chợt nhìn thấy từ bốn phương tám hướng, bên trong mảnh đại địa tối đen nọ, đột nhiên lại phục ra từng sợi xiền xích hư vô mà u ám, nhanh chóng bắn thẳng lên không trung. Mỗi một sợi xiền xích đều dài tới mấy chục mét, nhưng lại hư vô, gần như trong suốt. Tựa như một cú nhảy của cái đầu thái thẳng kia, đã động đến một loại nguyền rũ lạnh như băng nào đó rồi. Ông, dây tiếp theo, cha của tiểu tiểu vốn đã nhảy lên bầu trời, chuẩn bị đột phá sự trói buộc của màn đêm kia, lại lập tức bị những chuỗi xiềng xích hư vô vừa xuất hiện nọ, trói buộc lại, ngay trên tầng trời vô biên vô hạn ấy, quanh, cái đầu khổng lồ nặng nề rơi thẳng xuống đất, đập ra một cái hố to, phừng phừng bốc cháy. Phật, 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 những chuỗi xiềng xích hư vô kia giống hệt những con rắn không ngừng quất xuống đầu ông ấy, để lại những vết thương dài dằng dặc đầy tro bụi trên đầu, trên gương mặt của ông. Ha 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 ha, ha 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 ha, cái đầu thái thẳng mở miệng, bật ra một tiếng cười đầy dữ tợn, điên cuồng một mực chịu đựng những cú quốc trời giáng kia các ngươi không vây khốn được ta các ngươi không cho ta chết các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện sống ha 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 ông ấy há họng ngửa mặt lên trời không ngừng cười điên cuồng lại muốn nhảy lên một lần nữa muốn đột phá tầng trói buộc của thế giới này nhưng chỉ trong nháy mắt những chuỗi xiềng xích hư vô lại trói buộc ông ấy các gao giữ chặt ông ấy ở lại mảnh đại địa này cũng không ngừng thiêu đốt cái đầu của ông ấy có điều mặc kệ chúng làm thế nào ông ấy vẫn đang cười vẫn đang rống giận vẫn đang phản kháng tựa như muốn nói chúng nó càng trói buộc ông ấy càng phẫn nộ càng không cam lòng lâm ân nhanh chóng vọt đến phía trước cái hố to kia hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt chính là cái đầu thái thản đang điên cuồng vì bị xiềng xích nguyền rủa trói buộc ở trung tâm hố cảnh báo cảnh báo đừng tới gần đừng tiếp xúc mức năng lượng nguyền rủa của mục tiêu, cấp căn nguyên. Phật, Phật, những sợi xiềng xích hư vô kia không chỉ trói buộc ông ấy, còn đang điên cuồng mà quất lên đầu ông ấy, đây là nguyên nhân khiến bác ấy trở nên hỗn loạn sao? Lâm ân chăm chú nhìn thật sâu xuống. Là nguyền rủa sao? Nếu là nguyền rủa, nếu nguyền rủa này chính là ngọn nguồn của toàn bộ những cảm xúc uất tức, những chấp niệm không cam lòng và phẫn nộ. Trong nháy mắt, Lâm Ân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc và gần như tại khoảnh khắc ấy hắn đã đưa ra quyết định rồi dứt khoát nhảy xuống dưới vẻ mặt vô cùng trấn định tiếp đó từng sợi xúc tu từ trên bờ vai hắn lan tràn ra ngoài giống như một loại xương cốt bên ngoài cải tạo thân thể hắn biến thành hình dạng con nhện dựa vào những sợi xúc tu nọ hắn nhanh chóng chạy thẳng về phía cái đầu thái thản cảnh báo cảnh báo đừng tới gần đừng tiếp xúc nhưng lâm ân không thèm để ý đến vẻ mặt hắn rất bình tĩnh toàn thân hắn giống như một con báo sang linh hoạt nhanh chóng xuyên qua khe hở giữa những sợi xiềng xích hư vô đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất kia nếu đây là nguyền rủa nếu bởi vì những thứ này mà bác trai phải chịu khổ ngay khoảnh khắc ấy hắn nắm lấy cổ tay của mình giữa hai tròng mắt lóe lên một chùm tia sáng chói lòa có lẽ ta có thể gần như trong nháy mắt ấy lâm ân trực tiếp nhảy dựng lên xuyên qua khe hở giữa vô số những sợi xiền xích nguyền rủa trước mặt để vươn tay về phía cái đầu thái thản đang nằm sâu bên trong cái hố kia đinh ngươi đang sử dụng năng lực xóa bỏ thời gian nguyền rủa xin hỏi có lập tức phát động hay không có lâm ân dứt khoát nói ngay khi lời nói vừa vang lên một luồng quang mang chói mắt đã bắt nguồn từ bên trong bàn tay của hắn ào ào phun ra bên ngoài Trực tiếp bao phủ toàn bộ cái đầu thái thản. Đinh Mức năng lượng của mục tiêu quá lớn, năng lực xóa bỏ nguyền rũ bị suy yếu trên diện rộng. Đinh Không thể hoàn toàn thanh tẩy nguyền rũ của mục tiêu, hạn mức cao nhất sau khi xóa bỏ nguyền rũ, 15%, xin hỏi có tiếp tục phát động hay không? Có Thành công phát động năng lực xóa bỏ thời gian nguyền rủa Nguyền rũ của mục tiêu suy yếu tới 85% tinh thần lực của ký chủ đã hao hết. Cùng lúc ấy, ở phía xa xa, cái đầu vu thần vốn đang ở cùng một chỗ với tiểu tiểu cũng nhanh chóng nhìn thấy vô số những sợi xiền xích hư vô xuất hiện ở phía trên hoa nguyên xung quanh, sắc mặt lập tức kịch biến. Gần như chỉ trong nháy mắt, bà ấy đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra rồi. Là trượng phu của bà ấy lại một lần nữa xúc động tới nguyền rủa một mực cắm rễ ở sâu bên trong linh hồn, không tốt. Không nói hai lời, cái đầu vu thần vội vàng nhảy tới, vẻ mặt ngưng trọng, mang theo tiểu tiểu, nhanh chóng lao về phía kia. Sắc mặt tiểu tiểu trắng bệt, nói, ba, lại, phát tác ư. Hiển nhiên, cô bé đã nhìn thấy loại cảnh tượng này không chỉ một lần. Đặc biệt là khi ba của cô bé rơi vào thời kỳ hỗn loạn, thứ lửa giận vô tận kia sẽ bùng cháy, không thể ngăn chặn được. Vào thời điểm ấy, ông ấy sẽ tỏ ra cố chấp vô cùng, mà hết lần này tới lần khác thử đi phá tan sự ràng buộc của thế giới hắc ám này với mình. Sau đó, những sợi xiền xích hư vô ấy sẽ xuất hiện, rồi hung hăng trấn áp ông ấy ở lại thế giới này. Đó là nguyền rủa được thực chất hóa, cũng là gông xiềng bị gắn lên người bọn họ, trói buộc bọn họ trọn đời, bên trong đôi mắt của cái đầu vu thần không ngừng chớp động hào quang, bà ấy cắn răng nói, chúng ta nhanh qua bên đó thứ ngu xuẩn chết tiệt này, sớm không phát tác muộn không phát tác, hết lần này tới lần khác lại phát tác đúng vào lúc này hy vọng nhóc con kia không bị liên lụy ngay khi nghe được câu nói này sắc mặt tiểu tiểu lập tức trở nên tái nhợt toàn bộ khuôn mặt đều bị sợ hãi lấp đầy khuôn mặt của lâm ân lập tức xuất hiện trong đầu cô bé khiến cô bé vô cùng bất an bác sĩ hai mẹ con bọn họ vội vàng lao về phía trước rốt cuộc mấy phút đồng hồ sau bọn họ cũng xuyên qua mảnh hoang dã bị thiêu đốt kia mà ngay khi đặt chân tiến vào khu vực này cái đầu vu thần lập tức phát hiện ra một điểm dị thường. Bởi vì trước kia, khi trượng phu của bà rơi vào cùng loạn, nguyền rũ bị kích phát, thì lần nào cũng vậy, không có bất cứ ngoại lệ nào, chúng nó sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, phải tra tấn ông ấy đến mình đầy thương tích mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng không biết vì sao, không lâu sau khi bà ấy bước vào khu vực này, đột nhiên lại cảm nhận được thứ nguyền rũ cùng bạo kia đã trở nên suy yếu. Tuy biên độ suy yếu này cũng không rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối là tình huống chưa từng xuất hiện trong suốt ba ngàn năm qua trong mắt bà đầy vẻ kinh dị không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chúng ta tới rồi cái đầu vu thần mang theo tiểu tiểu nhanh chóng lao đến gần cái hố to kia ánh mắt vô cùng ngưng trọng ngay tại khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng dưới hố trong mắt cái đầu vu thần lập tức lộ vẻ khiếp sợ chuyện này chỉ thấy ở vị trí trung tâm của cái hố to nọ cái đầu thái thản vẫn đang bị vô số những sợi xiềng xích thật lớn trói buộc, thi thoảng trong mắt sẽ rơi vào hỗn loạn, nhưng chốc chốc trong mắt lại trở nên tỉnh táo. Mà ở cách đó không xa, Lâm Ân nằm bẹp dưới đất, đã rơi vào trong trạng thái choáng váng, tinh thần lực hao hết, sờ. Vào giờ khắc này, cánh tay trái của hắn đang ra sức mà, xoát xoát xoát, lết đi, nặng nhọc kéo theo Lâm Ân đã ngất đến sùi bọc mép, cố gắng tiến về khu vực an toàn. Mẫu thể yếu như sen. O, o ngươi cho là mình có thể quét đẹp một lần sao, có thể loại trừ được nguyền rũ của cái tên to lớn kia sao. Người ta chính là cấp căn nguyên đó. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tới cuối cùng vẫn phải dựa vào tay trái vĩ đại đến cứu giúp ngươi. Sau khi chuyện lần này xong rồi, không có bữa tiệc lớn năm tấn. Ngươi đừng mơ ta sẽ tha thứ cho ngươi. Xoát xoát xoát, tay trái ra sức kéo lâm ân chạy vào khu vực an toàn. Cái đầu vu thần tiểu tiểu kinh dị nói ôi là tay trái có thể tự hành động của bác sĩ ca ca mà cái đầu thái thản đang nằm tại trung tâm hố rõ ràng đã tỉnh táo hơn rất nhiều hiển nhiên nguyền rủa suy yếu khiến cho ông ấy vốn phải dùng thời gian rất dài mới có thể áp chế được nguyền rủa đã giảm bớt đi khá nhiều rốt cuộc đây là cái đầu vu thần lộ vẻ mặt kinh dị một giờ sau cùng với một luồng tinh thần lực nhanh chóng quay vòng trong đầu cuối cùng Lâm Ân trong trạng thái tinh thần lực cạn kiệt cũng chậm rãi tỉnh táo lại, mà ngay khi vừa mở to mắt, hắn đã trông thấy gương mặt cao bằng tòa lầu hai tầng của tiểu tiểu ở ngay trước mặt. "Ô, bác sĩ, tỉnh lại rồi." Mà Lâm Ân còn chưa phục hồi lại tinh thần, bên tai hắn đã truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. "Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động thành tựu, các giảm nguyên rũ cấp căn nguyên, đạt được kinh nghiệm cơ sở 200, các giảm nguyên rũ cấp căn nguyên" ở thời điểm sử dụng năng lực xóa bỏ thời gian nguyền rủa đối với sinh vật nguyền rủa cao cấp khác, cũng thành công hoàn thành cắt giảm một bộ phận nguyền rủa của mục tiêu, có thể đạt được thành tựu đặc thù này, ngươi đạt được gia tăng vĩnh cửu, tinh thần lực cộng 5, thể chất cộng 2, đinh. Ngươi thành công thu nhận nguyền rủa, trói buộc bất tử, chỉ trong nháy mắt, Lâm Ân đã thức tỉnh, hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, mở hai mắt, nói, bác trai sao rồi? Hắn bên này vừa nói xong, thì từ phía sau lưng đã truyền đến một giọng nói hùng hồn pha một chút nghi hoặc lo lắng ta ổn lâm ân quay đầu nhìn lại và lập tức trông thấy cái đầu thái thản ở cách đó không xa đang nghiêm túc nhìn hắn trong mắt ông ấy đã khôi phục lại tỉnh táo hiển nhiên đã thoát khỏi tình trạng hỗn loạn trước đó hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác hay không nhưng lâm ân lại có thể rõ ràng cảm nhận được hiện giờ có vẻ như cái đầu thái thản đã có thêm một tia cơ trí và anh khí hơn lúc trước rồi thứ này có thể cảm nhận được thông qua ánh mắt nhìn người của ông ấy đó không còn là ánh mắt cố gắng kiềm chế phẫn nộ và ác độc bên trong nữa mà là ánh mắt ẩn chứa đầy nhân tính giống hệt như một sinh linh còn sống cái đầu thái thản nhìn hắn một cái thật sâu nói ngươi đã làm suy yếu nguyền rủa của ta bởi vì nguyền rủa khiến cho ông ấy cực kỳ khó áp chế cơn phẫn nộ trong lòng mình xuống. Mà một khi lửa giận vô tận kia gặp được một thứ gì đó kích thích, mà tuôn trào ra ngoài, ông ấy lập tức sẽ rơi vào điên cuồng vô hạn. Bởi vì từ trước đến nay, bất cứ thời khắc nào, ông ấy cũng bị sự phẫn nộ trong lòng mình tra tấn. Đó chính là nguồn gốc của nỗi thống khổ kia. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi nguyền rủa ù ù thổi quét đến, khiến cho ông ấy gần như đã rơi vào cuồng loạn, thì đột nhiên, cường độ của nguyền rũ bị suy yếu. Là thiếu niên này làm ra, chỉ không biết hắn đã dùng loại phương pháp gì mà thôi, tuy suy yếu trình độ cũng không cao, nhưng trong nháy mắt ấy, nó cũng đề cao được một chút tỉnh táo trong ý thức của ông ấy. Lâm ân xoa xoa cái đầu có chút căng thẳng, đau đớn, trấn định nói, cháu chỉ thử một chút mà thôi, không ngờ lại thật sự có thể thành công. Đây là một loại năng lực khác của cháu, cháu có thể tạm thời xóa bỏ nguyền rủa trên người mục tiêu trong vòng 24 giờ. Nhưng thực lực hiện giờ của cháu còn quá mức nhỏ yếu, không thể hoàn toàn thanh tẩy nguyền rủa trên người bác, chỉ suy yếu được chừng 15% mà thôi. Lời này vừa nói ra, trong mắt cái đầu Vu thần lập tức lộ ra một tia khiếp sợ và kinh ngạc. Điều này sao có thể? Bởi vì bà ấy là Vu thần, và hơn ai hết Chính bà là người hiểu rõ nhất về sự đáng sợ của thứ nguyền rủa vẫn ngày đêm tra tấn bọn họ kia. Phải biết rằng, thứ nguyền rủa ấy có thể ban cho bọn họ đặc tính vĩnh sinh bất tử, nhưng đổi lại, nó cũng gắt gao trói buộc bọn họ vào thế giới hắc ám này, làm cho bọn họ trở nên điên cuồng. Và ngay cả một tồn tại như bà, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn nó lại. Mà nhân loại nhỏ bé này, cái đầu thái thản nghiêm túc nhìn Lâm Ân, nói, ngươi nói vậy, có nghĩa là chờ đến khi thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ ngươi có thể hoàn toàn loại trừ nguyền rủa trên người chúng ta lâm ân suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói theo cháu nghĩ hẳn là có thể tự tin đó là một loại tự tin phát ra từ bản chất bên trong thể hiện ra bên ngoài giống như ở bên trong địa ngục vô tận đột nhiên được người gieo cho một tia hy vọng khiến cho chỉ nháy mắt tiếp theo hốc mắt cái đầu thái thản chợt đỏ xuống ông ấy di chuyển tới trước mặt lâm ân nói thật ông ấy lũy toàn không biết rốt cuộc là thiếu niên nhân loại này đến từ phương nào cũng không biết rốt cuộc hắn còn cất giấu bao nhiêu bí mật trong lòng nhưng có vẻ như hết thảy những chuyện này đều đã trở thành thứ râu ria nhỏ nhặt không đáng kể từ sau khi hắn nói ra câu ấy nhưng ta thực nghi hoặc ngươi biết rõ ta đã rơi vào hỗn loạn còn lựa chọn làm việc nghĩa không lùi quyết tâm xông lên chẳng lẽ ngươi không sợ mình sẽ chết Ông ấy dùng ánh mắt đầy phức tạp mà chăm chú nhìn vào thiếu niên nhân loại này. Khóe miệng Lâm Ân khẽ nhếch lên, "Sợ chứ, đương nhiên là cháu rất sợ chết, nhưng cháu cho rằng, nếu mình đã có năng lực như vậy, thì vì sao không thử mạo hiểm một lần? Bởi vì ít nhất là trong suy nghĩ của cháu, nếu hai người có thể sinh ra một cô bé đáng yêu như Tiểu Tiểu, thì nói như thế nào, hai người cũng rất hiền hòa. Một khi đã như vậy, thì vì sao cháu không thử mạo hiểm một lần chứ?" nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha